Thưa quý vị, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an cho biết đã vừa triệt phá một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc quy mô lớn. Công an đã bắt giữ 14 đối tượng, thu giữ nhiều tang vật, tài liệu liên quan sau khi đột kích 15 địa điểm tại thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai vào ngày 21 tháng 11. Theo thông tin ban đầu, đường dây này hoạt động theo hình thức đánh bạc truyền thống, trong đó tập trung là cá cược các môn bóng đá, đá gà, số đề trên các trang web sobet.com, bóng88.com, sv288.com. Cầm đầu đường dây này là một số người Việt sống tại Campuchia. Tại Việt Nam có 7 người làm tổng đại lý, quản lý các tài khoản cá cược, rồi cung cấp lại cho mạng lưới phía dưới nằm ở nhiều tỉnh, thành phố. Ngoài ra, những đối tượng khác được phân công nhiệm vụ cụ thể như đảm bảo kỹ thuật nhà mạng, xử lý khiếu nại của người chơi, giao nhận tiền thắng thua, trực tiếp hoặc chuyển khoản. Cơ quan công an xác định, số tiền ăn thua rất lớn, mỗi tuần giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng. Nhóm này hoạt động trong khoảng 3 năm qua. Tính đến thời điểm bị triệt phá, số tiền ăn thua trên hệ thống và sổ sách ước tính gần 30.000 tỷ đồng. 14 người trong đường dây này đã bị bắt giữ và công an đang tiếp tục mở rộng điều tra.